Những kỷ niệm ngày mình bên nhau, anh ơi nhớ chăng. Wow, đẹp quá à. Đi ngang qua bụi chuối ngồi còn có cái cán sâu luôn. Ác dễ sợ. Đâu Nhi, mày lên đây mày đính chính coi. Chú, có chú Tư ở đây nè. Chú Tư nghe nó đính chính nè. Vụ gì? Sao? Nó đính chính ở giữa bụi chuối nè. Lại lên chui vào bụi chuối mới đính chính được cậu Tư ơi. Nè, đứng đây nè. Đó. Buộc tóc lên đó. Mình nói luôn đi. Qua một bên đi. Chuyện gì kể nghe là. Quá trời người. Sao khúc giữa sao? Nói luôn thôi, làm sao được kìa. Ba mình cũng hỏng. Ai mà nữa đang livestream hay đã quay lấy rồi. Đang quay. Bây giờ hỏng đi, nói cái gì nói đi. Cái gì đó, tôi nói gì đó. Tưởng livestream ba bán son, không thôi. Có, hôm qua con livestream của người hỏi son Ba Giang nha. Có, ba gửi sản phẩm đi con bán chưa? Phải có sản phẩm tem mới bán được chứ. Tranh thủ VR liền nghe chưa? Nhi đâu rồi? Mày qua đây cho mày làm cái gì vậy? Nó kêu là chú Tư lại nó mới đính chính. Con rén. Đau quá à. Sao chị vậy? Đây sang này chú Tư ơi. Đây. Rúc nó chỉ thích rúc vào bụi chuối thôi. Đây đấy. Nào, nói đi. Nói đi nhanh lên. Nhanh lên đâu tao cũng. Nhanh lên còn đi quay mẹ. Cái gì? Đính chính cái gì? Mẹ nói đi. Đấy. Nó nói là nó sắp cưới Hải rồi. Ngưng anh bên này, ngưng. Bên thôi em làm cái gì mà. Nói. Nói to lên, à nói nhỏ đi. Thì mọi người không này để chồng kia con cưới Hải quá trời. Ừ, thì sao? Con lấy lúc con đính chính là có không? Hải không có gì hết. Không có gì hết. Thì chuyện đó ai cũng biết mà. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú giỡn vui á. Vui không? Người ta biết mà. Dạ, nhưng mà cô chú định nghĩ con với anh Hải là đang... Đúng rồi, tụi nó không có gì hết trơn á. Nó có gì nó đến tàu nó chuyển úp lại. Ừ, có những gì tụi nó đâu có ai biết đâu. Chú nữa. Còn những người biết thì người ta thấy đâu có gì đâu. Bà Giang hỏng ở đằng sau kìa. Bà nội Mai cũng nghe đằng sau đây. Xong rồi á, vậy mà hôm trước nó dẫn Hải về nhà. Về nhà luôn. Về nhà luôn, bố mẹ mời nước dừa luôn. Cha mẹ đang xem clip này, cha mẹ lên bình luận giùm con cái coi có dẫn về không. Con nít giờ tạo nít cho ba mẹ đi rồi. Nó bảo về này là khi nào mà em mà lấy anh Hải á, là mọi người phải tặng cho mỗi người cây chuối. Thiêu giật. Nó nói là cây chuối là ngày xưa các cụ yêu nhau toàn trong bụi chuối thôi. Không có cái gì vậy. Không có này. Thời đại nào rồi cây khác được con. Cây chuối nó mới kín. Giờ này mà còn cây chuối nữa. Ác độc quá, vậy là đính chính chưa? Vậy là đính chính rồi đó, vậy là đúng không? Có đúng không? Không. Có. Vậy nha mọi người, vẫn còn nhiều clip tiếp theo. Thôi đi làm. Đính mày... chính như không luôn. Trời ơi, bà nội này bà nấp nó. Bà hóng. Ê đẹp nè, cười. Chụp hình hả? Chụp hình. Nắng quá. Cái gì vậy? Hai chồng dễ thương ha. Nóng quá. Cháu mắt quá. À. Mai đẹp nè, đây chụp riêng cho tấm nè. Thôi, đang quay clip. 1 2. Thôi đang quay clip. Trời ơi, cái mặt đỏ. Quá trời mấy bà nội này rồi cô chú anh chị. Dạ hôm nay là một ngày vui thôi cả nhà. Dạ tạm hàm biệt mọi người. Ủa là nãy giờ là quay tình hình chủ đề gì? Chủ đề là khai thác bé Nhi hả? Khai thác bé Nhi rồi. Xong rồi nó đính chính là nó không quen ai nữa. Hả? Thì đi tu rồi thì quen chi nữa. Không à, bé Nhi đi tu là không được. Nhi tại nói trần gian thiếu mất một người không được. Nhi nói là nè, là em không có quen, bởi vậy mọi người đừng gắn ghét em nữa. Không phải là ý là mọi người cứ để không cho không phải tự nhiên, ý Nhi là mọi thứ để tự nhiên đúng để không? Để mình còn làm việc với nhau nữa. Thì đúng rồi, thì không quen thì cũng vẫn làm việc với nhau được. Không phải là quen, không quen mới đây mà. À, có gì? Giới thiệu với bà con cô bác, ba chúng em là một team. Team gì? Team của chị Dung à? Bí mật. Team ớ? Bí mật. Sao bí mật? Ai cũng biết hết trơn á. Ai cũng biết rồi sao bí mật. Yeah, team mình tên là? Tên là Bụi Chuối. Cái tên thiệt đó. Cái tên thiệt đó. Vậy tên là gì nè? Bụi Mai. Cất gì nắm vô luôn đi. Bụi gì?
Nói đi, tim là gì? Đem đây luôn. Không biết. Quay xa ra tí nè, để không quay gần mập quá nè. Có thời có vụ này nó bảo em mập rồi. Không có nha, nắm không có mập gì hết trơn. Đang có em bé 3 tháng rồi. Không có mập. Nói vậy là không biết chú tự thiệt rồi, đừng có nói sao. Nè, có em có cơ nha. Thấy nó đập đập phải không? Không nè, em có cơ này thấy không? Nhưng mà nó cơ nó không có múi. Chỉ có cơ thôi. Kiểu ngày xưa tập á, xong cơ nó vẫn còn nhưng giờ múi nó vì ê em thấy tóc bạc của bé Nhi rồi, tí nữa chị nhổ cho. Già nua rồi. Ừ. Thôi, bây giờ chào tạm biệt đi này, đính chính lại xong rồi. Không có đính chính, cái này không có phải đính chính gì hết. Ý là bé Nhi là muốn là mọi người để cho hai đứa sự tự nhiên. Để gì? Để tự nhiên. Nó nhiều nhiều. Thì bây giờ ăn bánh mì rồi nó nở ra là vừa. Chứ em với lại anh Hải là chỉ có liên hệ công việc thôi. Chỉ là bạn bè em thôi. Thôi. Dạ. Là để tự nhiên. Bà nội này thì cứ thích gắn ghép vô này, cứ đùn vô này. Đâu có gắn ghép. Ý là cứ ba mẹ em nằm im nè. Hải ý là Hải thì là Hải sao em không biết nhưng mà em thiện cảm với bé Nhi là cũng muốn này nọ là tìm hiểu, nhưng mà bé Nhi thì con gái người ta phải có giá đúng không ạ? Thì mình để cho em nó từ từ thì mấy chị gắn ghép thì cứ việc gắn ghép, còn em nó thì cứ việc là hả chảnh thì là việc của em nó. Đúng không? Vậy thôi sao? Em của em nó có giá lắm, đâu mà dễ dàng mà cua được. Phải từ từ, phải chinh phục thời gian. Mình phải như thế nào mình thể hiện bản thân đồ chứ. Một đứa ế đi tư vấn cho một đứa nó có bồ. Một đứa ế. Xong rồi nói hay lắm. Vậy bà có chưa? Đấy, làm giá như đây đi. Xong rồi bây giờ như này nè. Nói chuyện tự ái. Giận quá trời nói chuyện tự ái rồi. Tư vấn bà ế đi tư vấn cho bà có bồ lại đây kiếp sau bụi chuối, kiếp sau là đứng ở bụi chuối tôi không có làm được gì hết. Chuyện được ai người ta ế ế nó chuyện mà tối ngày kêu ế. Hãy giới thiệu cho không chịu được còn gì nữa, tớ cu đồ này kia. Tớ cô sang hữu hữu rồi đó. Sang hữu hữu mê chết rồi, không chịu anh còn sang, gì nữa. Anh Sang đang làm liệu trình làm đẹp da, làm đẹp bên chị dùng lỗ chị rám đây. Là sắp tới là không phải dạng vừa đâu, dữ lắm đó. Anh xin vai vậy đó. Vai gì? Xin vai đóng MV với chị Dung rồi. Chị anh Sang Hữu nói là em bỏ hết làm khóm. Bỏ hết khóm. Bây giờ em chỉ ở nhà dưỡng da làm đẹp rồi đợi có vai thôi. Chưa. Nhưng mà người ta mê anh Sang là cái gỗ gỗ đó đó. Cái gỗ viên. Cái gỗ gỗ. Ừ. Bây giờ mà cà mà mụn đi thì nó coi chừng nó mất nét đó. Có không trời, bà có mê không? Mê cái gỗ gỗ đó. Rồi mê bà... cái mà. Ừ. Dữ thần. Làm giống thiệt chứ. Đúng là có đôi con trời cặp. Sinh một cặp. Trời sinh một cặp luôn cả nhà. Cái mùa hè đó. Chào cả nhà. Ráng làm đi. Dạ thôi cả nhà ơi, bây giờ thì chúng em quay clip đến đây thôi, còn là đi đóng vai phụ để kiếm cơm qua ngày. Dạ. Bà con cô bác muốn mua áo bà ba thì liên hệ bé Nhi phụ trách bán giùm em. Dạ. Liên hệ vô cái mail của em cũng được. Dạ. Cần để lại số điện thoại rồi thì em sẽ tư vấn nhiệt tình. Dạ. Áo thì có rất là nhiều màu, rất là nhiều size. Một size thôi ạ. Từ size S, size L là mặc vừa. Size S đến size L là mặc vừa. Kể cả một người ốm đẹp size S như em và cả một người size L như nấm đều có thể mặc chung. Chị nói chị được không? Không cần nói em là size L đâu ạ. Dạ. Yeah. Nhà ơi đây. Cái này là dừa nước đúng không? Đúng rồi. Dạ, cả nhà ơi dừa nước đấy cả nhà. Quá nhiều luôn á. Trời ơi. Bây giờ mình đang tiến về Sài Gòn có chú anh chị. Đây. Úi dồi đẹp lắm. Hai bà đi đằng sau đẹp lắm. Đi cho làm sao cho duyên dáng này. Đi làm sao cho khán giả thấy khen này. Đẹp lắm. Xinh lắm. Thấy cái mông không à? Cái này mà có eo dài. Úi dồi đứng chụp cho tấm ảnh này. Đứng chụp cho tấm ảnh này. Đẹp. Không đẹp không lấy tiền. Cười. 1, 2, 3. Anh chị em. 1, 2, 3. Anti 30. Anti 40. Anti cười to. Bây giờ là đề nghị là
tất cả mọi người đang chờ ba cô ha. Ủa làm cái gì? Ra ngồi. Chào ba Minh. Ủa có hả? Trời không nói sớm. Ôi dồi ôi, dừa quá trời dừa này cô chú anh chị. Dạ, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nấm Bi. Chào cô chú anh chị. À, quay clip hả? Chị dạ. Chị like chứ. Chào bà cô chú anh chị của kênh Nấm Bi. Dạ. Bây giờ thì chúng em đang đi quay chương trình ca nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn, được phát trên kênh Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ. Mong bà con cô bác ủng hộ cho chúng em. Hiện tại thì có chị Kiều và chị Ngân với bé Lệ nữa. Nhưng mà mọi người thì đang quay ở phía xa xa. Còn ba chị em thì là diễn viên phụ ạ. Kiểu như lướt qua 1-2 giây vậy đó. Nên là đang đứng ở đây, bà Mai với lại bà Nhi thì đang súng xính chụp ảnh. Dạ, Nấm Bi thì mập quá nên là chụp ảnh không đẹp nên không thích chụp nữa rồi. Đây hôm nay là bộ đồ thiếu nữ nông thôn của bé Nhi. Còn đây là... Giới thiệu với mọi người. Hôm nay em đang mặc một bộ đồ của một hãng thời trang mới nổi trong thị trường Việt Nam. Quá trời mới nổi rồi. Đó là hãng thời trang Nấm Bi. Dạ, quay ra đây, quay đây cho nó đẹp này chị ơi. Đây. Đó, mọi người thấy đồ của Nấm Bi đẹp chưa ạ? Bộ Nấm Bi là bây giờ sẽ bắt đầu bán đồ bà ba nha cả nhà. Hồi xưa là Nấm Bi có bán áo dài đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ Nấm Bi chuyển bây giờ cũng bà có bán áo dài luôn. Nhưng mà áo dài thì đang thiết kế, em ra nhiều mẫu quá, người ta làm mà không trả bài nổi cho em luôn ấy. Đó, bây giờ xong, hiện tại là Nấm Bi đang ra một dòng sản phẩm là đồ bà ba. Có nhiều màu nha, có màu vàng nè, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, xanh cổ vịt, màu hồng. Sắp tới sẽ còn ra nhiều màu nữa. Dạ, hôm nay các chị em mặc đồ bà ba hết cô chú anh chị. Đây là free size. Dạ, free size. Cái này là em đã bóp eo vào cho chị, tại vì em không biết eo chị bao nhiêu nên em cũng sợ là nó chật, xong cuối cùng là nó vẫn rộng này, nhưng mà vậy cho thoải mái. Vậy cho thoải mái, tại cái dáng đồ này là dáng đồ thoải mái, chứ còn nếu mà mặc ôm á là cái dáng đồ khác. Dạ. Đúng không? Mặc ôm dáng khác. Mà thôi em thấy mặc thoải mái cho dễ thương nè. Bà ba thực chất nó là đồ free size. Bé Nhi mặc đẹp chưa? Trời ơi, dáng cao 1m cái quần mấy chuẩn. Cái quần nó bị cái quần này hơi cộc. Tại bé Nhi cao quá mà. Nhi cao nên cái quần nó bị không ngắn. Quần may ngắn thiệt, nhưng mà em không biết là do là cái này, tại em không có vẻ là người may cô chú anh chị. Này là em cũng nhập về em bán thôi. Dạ. Dạ. Thì cái bà ba thường đấy, là nó lửng lửng tới mắt cá à, chứ người ta không mặc dài. Đồ quần áo dài thì mới phủ qua ấy. Phủ qua dài, còn bà ba là lửng lửng. Một thiếu nữ xa xa đi lại nè. Hello em bà cô chú. Dạ, đây là bé Lệ. Cô bé 16 tuổi này là đang mặc bộ đồ của chị dạ, Phương đồ bộ. Dạ. Giờ tụi em lại chơi đùa ba không rồi. Chụp ảnh đi. Đang xung sinh chụp ảnh mà. Hả? Đang xung sinh chụp ảnh mà đến Tết thì lại mặc đồ áo dài Tết. Dạ. Yeah. Chị Kiều kêu mấy chị qua bỏ làm gì? Làm gì? Quay hả? Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ đồ ở đây ai giữ? Thì có người giữ ở đây chứ. Ai nhờ chú kia kìa. Rồi, tụi em mình một bao tái em. Một ngày quay 10 MV ạ. Dạ. Yeah. Nhưng mà 10 MV không biết là trong 10 MV đấy thì bao nhiêu cái MV được e, còn bao nhiêu cái bị đánh bản quyền. Anh Khương nói tụi em là hôm nay các em mặc đồ ba hết đi để quay MV. Cái cuối cùng không đứa nào được quay hết. Hiện tại là chưa có biết là sẽ quay vô bài hát nào. Đi đâu vậy Lệ? Em đi với ngoại, em giúp anh một tí thôi. Vậy thôi nhờ anh kia đi. Nhờ anh kia coi đồ mình đi. Được. Đi. Ê chị muốn thay đồ quá à. Thôi mặc đi. Đi em trả cho đi ngoài. Thôi. Hả? Thôi thay đi nhìn mập thù lù à. Đâu có mập. Nè mọi người cho ý kiến đi, nấm đâu có mập đâu. Cưng cưng dễ thương mà. Yêu. Đâu có mập đâu. Cầm giùm em đi. Để trên xe đi bé. Bây giờ mình ra ngoài kia nắng lắm. Quánh miếng son vô cả nhà. Bởi vậy cả nhà thấy không ạ? Đi tính ra suốt ngày này, cầm cho em đi. Suốt ngày chúng em đi ngoài nắng á mà da rẻ đứa nào cũng đẹp hết trơn á. Sắp tới mà mai bán mỹ phẩm nữa đó cả dạ nhà. Không ạ. Em chỉ mua mỹ phẩm xài thôi ạ. Trời, tóc nóng đằng sau đẹp ghê. Bây giờ muốn tóc đẹp là phải ăn nhiều trái cây cô chú anh chị.
đi giờ đi đi ngọt vào tai em tắt ánh đèn bật tí bữa sau ra đây rút kinh nghiệm mang dù hả, mang cái dù sao theo có lên mỏi tay quá à. Cái cây này nó nặng, nói người mật ngọt cho nhau. Cô gái quàng khăn đỏ thế giống như đang live stream á trời. Dạ bây giờ thì đi mình di chuyển ra đi, đi. Đồ đạc chắc hết rồi đúng không? Không còn gì quan trọng đúng không? Để giảm. Ê nhưng mà hình như đang quay mà sao ra? Kìa đang quay kìa. Ý là bây giờ mình đi là mình dính á. Giờ mình đi vòng ngoài kia kìa. Ý ui. Double đường à? Trời có hàng dưỡng nước ngon quá à. Ê mà kia đang quay tiếng thật luôn á. Ờ nên là mình đâu ra được đâu. Mình thôi đợi quay xong đây. Ôi đây bà này là tội nhân gây ra những tin đồn không đáng có đến cho bà Nhi. Dạ vậy, vui lòng đính chính lại giúp. Cái này là làm sao em tự nhiên em có sai quay đó chưa? Vậy Nhi có tự nhiên không? Không em không tự nhiên. Nhưng mà sắp tới là mình về Bến Tre quay học đổi đời. Ờ thì sao? Là Nhi cũng mời mọi người tới nhà Nhi chơi bình thường. Nhi có mời thì hôm trước thì chúng em về rồi. Em bữa Hải với chị Nhung về rồi đó. về bố mẹ Nhi mới uống nước dừa. Nhưng mà vẻ không ưng Hải lắm. Không phải không ưng Hải mà con gái người ta cũng phải có giá, người ta phải từ từ tìm hiểu hay sao đó chứ giờ ưng cái mất giá liền đúng không? Thêm một bà chị tung tin đồn giả nữa rồi. Ủa đi ra được chưa? Alo, tưởng đang quay sẽ dính hình nè, giờ đi thẳng luôn được ha. Dạ đi. Bây giờ thì đi ra ngoài chỗ đó. Ừ nhưng mà không quay sao ra đấy chị? Sao chị hỏi lý do ra chi vậy? Chắc quay nó kêu ra đó. Đi đồ cứ để đây hả? Nhi thì đang e ấp lắm cả nhà. Bé Nhi là bây giờ là giờ ý Nhi sao nè? Đây nè đường này đi. Nhi nửa thích nửa không thích đúng không? Không. Cái gì? Con gái người ta mà sao mà nói cái gì thích không thích được. Ý là rồi vậy clip này là clip đính chính chưa? Là đính chính đó, bây giờ mình đính chính đi. Phải không Nhi? Bây giờ mình phải có thời gian mình thử hết hết rồi. Cái gì cũng phải có thời gian. Trời khung hình này có ba chị em xinh như là Việt kiều Mỹ về vậy. Rồi có điện thoại luôn. Rồi không được. Bây giờ là không nghe điện thoại được, giờ đang quay clip rồi. Úi giời ơi. Hàng dừa nước lung linh nhưng mình trong nắng sớm. Nhưng mà Nhi nói là Nhi không thích mà đúng không? Không phải là Nhi không thích, nhưng mà mọi người đừng có vùi dập quá, vùi dập quá mà. Không phải. Hiểu không? Nắm được có nói thích hay là không thích. Chứ giờ nói sao? Giờ nói sao? Phải có thời gian. Để từ từ người ta còn tìm hiểu, người ta còn cho nhau những cơ hội này kia, cho nhau những cơ hội nữa chứ. Ừ. Nhưng mà Nhi nó hôm trước Nhi bảo với em là không có cơ hội rồi đó. Không có cơ hội vậy con gái ai mà chẳng không có cơ hội đúng không? Nhưng mà vậy là Nhi cũng có ý rồi. Không, Nhi không có ý. Để Nhi với anh Hải tự nhiên nhưng mà. Ú, để tự nhiên đi. Ý là để cho gặp gỡ. Gặp gỡ nhau tự nhiên đi. Ừ. Khi nào mà Nhi với Hải thành đôi em tặng Nhi một bùng chuối. Ê các cụ ngày xưa yêu nhau bùng chuối đó em không biết à? Ở gốc chuối á đây nè. Thì bây giờ Nhi với anh Hải thì đồng nghiệp thôi, để tự nhiên để còn làm việc nữa. Ơi giời ơi, Nhi đã sang nhà em ngủ mà nó nói chuyện thao thao bất tuyệt, em phải giải thích. Em phải nói là bây giờ mà mình ngại á thì người ta càng vu cho mà mình thích. Bởi vậy mình phải thật tự nhiên lên. Đây, tự nhiên ở đây. Ừ. Chứ hôm trước là ngại à, không dám đối mặt. Chọc đỏ mặt luôn á. Càng ngại thì người ta càng khoái vậy. Ừ. Giống như bầm nội mai này, càng chọc càng khoái càng thích.
Ê đi bên này, đi bên này, bên này. Đâu có đang quay đâu. Đi bên này nè. Dạ đó, bây giờ là ui dồi ôi, rửa nước này.